Hey, xin chào tất cả các em, xin mời các em vào lớp để cùng thầy chúng ta ôn những nội dung ôn tập của thi công chức Hà Nội với nội dung của các bạn thi vị trí công chức ở văn bản mà thầy đã hướng dẫn trong những ngày qua để các em thấy với vị trí của các em chúng ta ôn tập trong nghị quyết số 39, nghị quyết số 15, nghị quyết số 18 và công chức 2008 sửa đổi 2019 và phòng chống tham nhũng 2018, nghị định số 220 chính phủ xử lý kỷ luật cán bộ công chức viên chức. Nghị định 138 là 120 chính phủ quy định về tuyển dụng sử dụng quản lý công chức, rồi những nội dung trong nghị định số 90 của chính phủ về đánh giá xếp loại chất lượng cán bộ công chức viên chức, trong nghị quyết số 76 chính phủ ban hành chương trình tổng thể hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030, văn bản số 10 là gắn chương trình số 01 của thành phố Hà Nội về tăng cường công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, xây dựng đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch và vững mạnh, cải cách hành chính trong giai đoạn 21-29. Và văn bản số 11 là gắn nội dung trong chỉ thị số 24 Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về tăng cường kỷ luật và trách nhiệm giải công việc trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội. Và nội dung thứ 12 là liên quan đến nội dung về thực tiễn trong xuyên suốt 11 vấn đề trên. Thì trong những ngày qua thầy đã hướng dẫn cho em rất là chi tiết trong các văn bản nghị quyết số 39, 18 của luật công chức 2008 sửa đổi 2019 liên quan đến nội dung của nghị định 112, nghị định 111 mục 38 thì cũng đã up lên các nội dung bài giảng bộ đề rồi trong nghị định số 90 về đánh giá xếp loại chất lượng bộ chức viên chức và nghị quyết số 76 về chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn cho các em liên quan đến luật phòng chống tham nhũng 2018 và ngày buổi mai ngày kia thì thầy sẽ đi sâu vào trong nội dung của chương trình số 01 chỉ thị số 24 và trong nội dung của nghị quyết số 15 bao quát cho các em để đảm bảo điểm rơi những ngày thi của các em với nội dung phần lý thuyết cũng như là phần liên hệ thực tế. Thì chúng ta thấy rất rõ trong luật phòng chống tham nhũng 2018 thì chúng ta có giới hạn các nội dung trong chương 1 và cái điều 2, 8, 9, điều 8, 10, 11, 12 và chương 4 là các điều 65, 66, 67, 68, 69, 92, 93. Thì thầy sẽ lần lượt hướng dẫn cho em trong các nội dung này. Thì chúng ta thấy là với điều 2 là nội dung về các hành vi tham nhũng, đúng không ạ? Nên là điều 8 là về các hành vi bị nghiêm cấm. Thì thầy sẽ xây dựng cái dạng câu hỏi trả lời cho các em và chúng ta cùng nhau làm bài với dạng thức thi tự luận em nhé. Thì chúng ta có thể có câu hỏi như sau. Tham nhũng là gì? Đúng không ạ? Anh chị hãy cho biết những đặc trưng cơ bản của tham nhũng, nêu các hành vi tham nhũng được quy định trong luật phòng chống tham nhũng 2018 cũng như các hành vi bị cấm trong tham nhũng theo quy định luật phòng chống 2018 thì ta thấy nó bao quát rất là rõ về các hành vi đúng không bị cấm đúng không? Cũng như là hành vi được coi là tham nhũng thì chúng ta thấy là ta từ khái niệm về tham nhũng là được quy định trong nội dung của luật phòng chống 2018 rồi thì tham nhũng là hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn để hưởng về vật chất lấy vật chất trái pháp luật gây thiệt hại của tài sản của nhà nước tập thể cá nhân xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan tổ chức đó chúng ta thấy rất là rõ đúng không và tham nhũng ở đây được hiểu chúng ta thấy là những hành vi của bất kỳ người nào có chức quyền hạn hoặc được giao nhiệm vụ quyền hạn và lợi dụng chức vụ quyền hạn để được vụ lợi đúng không ta thấy rất là rõ những người mà có chức quyền hạn đây chỉ giới hạn ở những người làm việc trong cơ quan tổ chức thuộc hệ thống chính trị các cơ quan mà các cái đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước, vốn tài sản nhà nước, đúng không ạ? Thì chúng ta thấy những người có hành vi vi phạm lợi dụng chức vụ quyền hạn, đúng không ạ? Và sử dụng ta thấy sai các cái nguồn vốn hay ngân sách của nhà nước, tài sản nhà nước, đúng không ạ? Để trục lợi. Và những đặc trưng của cơ bản của tham nhũng thì chúng ta thấy là chủ xác định ở đây chủ thể tham nhũng là những người có chức vụ quyền hạn. Những người chủ thể thực hiện hành vi phải là những người có chức vụ quyền hạn đúng không? Người chức vụ quyền hạn đó thì gồm ai? Gồm cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong đơn vị thuộc quân đội nhân dân, sĩ quan, quân đội đúng không? Ta thấy rất là rõ những người thuộc là người sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong các đơn vị công an nhân dân, rồi các cán bộ lãnh đạo quản lý trong doanh nghiệp nhà nước, cán bộ lãnh đạo là người đại diện góp vốn và phần vốn góp của nhà nước tại doanh nghiệp và những người được giao thực hiện các nhiệm vụ công vụ có nhiệm vụ quyền hạn thấy rất là rõ đúng không? Và những đối tượng này thì chúng ta thấy họ là những người có quá trình cống hiến
nên họ rất nhiều kinh nghiệm, được đào tạo bài bản, có hệ thống, là những chuyên gia trong các lĩnh vực khác nhau, là những người có quan hệ rộng, có uy tín xã hội nhất định, và họ có thế mạnh về kinh tế. Vì vậy tôi thấy là những đặc điểm rõ nét của chủ thể về hành vi tham nhũng chính là những yếu tố rất là khó khăn để cho thấy là để phát hiện, điều tra, xét xử các hành vi tham nhũng. Và chủ thể tham nhũng là những chủ quyền hạn đã được giao, họ đã giao các chức vụ quyền hạn được giao đấy, họ đã lợi dụng các chức vụ quyền hạn đó để trục lợi, đúng không ạ? Và những người này họ có chức vụ quyền hạn, nó sử dụng như một cái phương tiện để mang lại lợi ích cho gia đình mình, cho bản thân và cho những người khác, đúng không ạ? Thì chúng ta thấy, và khi mà xử thì chúng ta thấy rất là rõ về cái đặc trưng, rất rõ ở đây các hành vi tham nhũng, họ đều có mục đích rất là rõ ràng, hành vi lợi dụng hoặc hành vi cố ý, và mục đích của hành vi này là vụ lợi. Nếu mà các chủ thể họ thực hiện hành vi không cố ý thì hành vi đó không còn hành vi tham nhũng, đúng không? Vụ lợi ở đây ta nên hiểu bản chất là họ vụ lợi về vật chất hoặc là lợi ích tinh thần mà những người có chức vụ quyền hạn đã đạt được hoặc có thể đạt được thông qua hành vi tham nhũng. Như vậy thì chúng ta thấy ở đây khi xử lý các hành vi tham nhũng thì pháp luật Việt Nam đã quy định đánh giá cái tính chất mức độ nguy hiểm, đúng không ạ, của các hành vi của các chủ yếu dựa trên các căn cứ xác định những lợi ích vật chất mà những người tham nhũng đạt được, đúng không? Cụ thể đây về lợi ích vật chất, đúng không ạ, cũng như các lợi ích khác. Thì chúng ta thấy là các hành vi tham nhũng được quy định hiện nay theo luật phòng chống tham nhũng 2018 thì đã liệt kê rất là cụ thể các hành vi tham trong điều 2, tách ra ở đây có cả hành vi tham nhũng trong các cơ quan nhà nước và những hành vi tham nhũng ngoài nhà nước. Cụ thể với trong khu vực nhà nước thì chúng ta thấy ở đây có 12 hành vi: một là hành vi tham ô tài sản, hai là nhận hối lộ, ba là lợi dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản, bốn là lợi dụng chức vụ hạn trong khi thi hành nhiệm vụ và công vụ vì vụ lợi, năm là lạm quyền trong khi nhiệm vụ công vụ vì vụ lợi, sáu là lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đến người khác để trục lợi, bảy là giả mạo trong công tác vì vụ lợi, tám là đưa môi giới hối lộ để giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc địa phương vì vụ lợi, chín là lợi dụng quyền hạn để sử dụng trái phép tài sản công vì vụ lợi, 10 là nhũng nhiễu vì vụ lợi, 11 là không thực hiện và thực hiện không đúng hoặc là không đầy đủ cái nhiệm vụ công trong hoạt động công vụ của mình vì vụ lợi, và 12 là hành vi chúng ta thấy là lợi dụng chức quyền hạn để bao che cho người hành vi vi phạm pháp luật vì vụ lợi, cản trở can thiệp trái pháp luật vào việc giám sát, kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án vì vụ lợi. Thì chúng ta thấy 12 hành vi rất rõ, hành vi tham nhũng trong khu vực nước do người chức vụ quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, khu vực nhà nước và thực hiện. Thứ hai là các hành vi tham nhũng ở trong khu vực ngoài nhà nước do những người chức vụ quyền hạn trong doanh nghiệp, tổ chức ở khu vực ngoài nhà nước thực hiện, thì nó thấy ba hành vi: một là hành vi tham ô tài sản, hai là nhận hối lộ, ba là đưa hối lộ, môi giới hối lộ để giải quyết công việc của doanh nghiệp, tổ chức của mình vì vụ lợi. Thì chúng ta thấy rất là rõ các hành vi tham nhũng trong khu vực ngoài nhà nước và do người có chức vụ quyền hạn trong doanh nghiệp, tổ chức vực ngoài nhà nước thực hiện, thì ba hành vi như vậy. Tiếp theo là ý thứ ba là liên quan về các cái hành vi bị nghiêm cấm trong các phòng chống tham nhũng. Ta thấy ở đây quy định trong điều 8, ta thấy nó bao gồm hành vi tham nhũng thì điều 2 mà ta vừa nêu lên ở trong 12 nội dung đấy, đúng không? 12 hành vi trong khu nhà nước và ba hành vi ngoài nhà nước đấy, đúng không? Thì chúng ta thấy đây là cái hành vi đầu tiên bị cấm được về các phòng chống tham nhũng. Hai là đe dọa, trả thù, trù dập, tiết lộ thông tin người phản ánh, báo cáo, tố giác, báo tin, cung cấp thông tin về hành vi tham nhũng. Thứ ba là lợi dụng chức vụ người vừa phản ánh, báo cáo, tố cáo, tố giác, báo tin, cung cấp thông tin hành vi tham nhũng để vu khống cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khác. Bốn là bao che hành vi tham nhũng, cản trở, can thiệp trái pháp luật vào việc xử lý tham nhũng và các hành vi khác vi phạm pháp luật về phòng chống tham nhũng quy định tại mục 2, chương 9 phần này. Thì chúng ta rất là rõ bốn hành vi bị nghiêm cấm trong phòng chống tham nhũng, thì chúng ta thấy rất là cụ thể các nội dung, đúng không ạ, mà chúng ta thấy được đánh giá về các hành vi này, đúng không ạ. Thì chúng ta có thể khi người ta có thể yêu cầu đặt ra câu hỏi là anh chị hãy phân tích, đúng không ạ, các hành vi cấm trong phòng tham nhũng, thì chúng ta cần dẫn dắt để trả lời để tham nhũng một hiện tượng xã hội không thể tránh khỏi và tồn tại đối với mọi xã hội, đặc biệt là trong các xã hội phân chia giai cấp và tổ chức nhà nước. Tham nhũng thường liên quan chặt chẽ đến quyền lực của nhà nước mà một số cá nhân sử dụng quyền này để lợi dụng và tham nhũng nhằm thu được lợi ích cá nhân, cho cá nhân, cho gia đình và người thân của mình.
Thì trong học trong nhũng ta thấy đã vừa liệt kê rất là rõ về bốn hành vi bị nghiêm cấm trong chúng ta phòng chống tham nhũng trong trong điều 8 ấy. Đây là những hành vi mà chúng ta cần loại bỏ và xử lý một cách nghiêm minh để đảm bảo tính công bằng, minh bạch, trung thực trong trình phòng chống tham nhũng. Đầu tiên các hành vi quy định tại điều 2 về các hành vi cấm tham nhũng mà thầy đã vừa nêu ấy, 12 hành vi trong quyền nước và ba hành vi ngoài nhà nước ấy, doanh nghiệp ấy. Thì những này bao gồm hành vi như tham mô tài sản, nhận hối lộ, lạm dụng chức vụ quyền hạn để chiếm đoạt tài sản, lợi dụng quyền hạn vì vụ lợi cá nhân và các hành vi khác liên quan đến việc lạm quyền, lợi dụng chức vụ trục lợi để gây ảnh hưởng hoặc là gây ảnh hưởng người khác. Ngoài ra hành vi khác bị nghiêm cấm bao gồm đe dọa, trù dập, tiết lộ thông tin về những người phản ánh, báo cáo, tố giác, báo tin cung cấp thông tin về hành vi tham nhũng. Điều này bảo vệ cho những người mà dũng cảm và tạo cơ sở cho việc phát hiện và đối phó và với tham nhũng. Bên cạnh đó, việc lợi dụng việc phản ánh, báo cáo, tố giác, báo tin, cung cấp thông tin về hành vi tham nhũng để vu khống cơ quan, đơn vị hoặc cá nhân khác cũng là một hành vi bị nghiêm cấm. Điều này sẽ ngăn chặn việc sử dụng sai lợi cá nhân và bảo vệ quyền lợi của những người liên quan đến công tác phòng chống tham nhũng. Cuối cùng thì chúng ta thấy với hành vi bao che, hành vi tham nhũng cản trở, can thiệp trái pháp luật vào việc phát hiện và xử lý tham nhũng là một hành vi nghiêm cấm. Chúng ta cần đảm bảo rằng trong quá trình kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án liên quan đến phòng chống tham nhũng diễn ra một cách công bằng, minh bạch và không bị can thiệp bởi những pháp luật. Tổng lại, chúng ta thấy trong lớp phòng chống tham nhũng hiện nay chúng ta phải nghiêm khắc cấm những hành vi vi phạm hành vi tham nhũng như tham mô tài sản, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn, lợi dụng vì vụ lợi cá nhân. Ngoài ra chúng ta cấm đe dọa, trả thù và trù dập tiết lộ thông tin những người phản ánh và các hành vi liên quan tham nhũng. Cũng không được phép lợi dụng được phản ánh, báo cáo, tố giác, báo tin cung cấp thông tin về vi tham nhũng để vu khống hoặc là gây hại cho cơ quan, đơn vị hoặc cá nhân khác. Bên cạnh đó thì việc ta thấy là không được bao che hành vi tham nhũng, cản trở hoặc và can thiệp trái pháp luật vào quá trình phát hiện, xử lý tham nhũng và hành vi pháp luật trong lĩnh vực phòng chống tham nhũng. Và việc nghiêm cấm những hành vi trên là cần thiết để xây dựng một môi trường làm việc, công tác trung thực, minh bạch và không tham nhũng. Chúng ta cần thực hiện các biện pháp kiểm soát, giám sát và truy cứu trách nhiệm đối với những người có hành vi vi phạm, đồng thời tạo điều kiện cho những người dũng cảm phản ánh, báo cáo, tố giác về hành vi tham nhũng. Để đạt được mục tiêu trong phòng chống tham nhũng hiệu quả, thì cần có sự tham gia và hợp tác chặt chẽ tất cả các cơ quan, đơn vị, tổ chức cá nhân trong xã hội. Chúng ta cần xây dựng một văn hóa đạo đức, lòng trung thành và đồng thời nâng cao nhận thức, kiến thức về công tác phòng chống tham nhũng cho mọi người. Ngoài ra, cần tăng cường các giáo dục, cảnh báo và tuyên truyền về hậu quả và sự phản ánh vi tham nhũng, từ đó tạo ra một xã hội và đánh giá công khai về công tác phòng chống tham nhũng. Đồng thời, cần cung cấp các cơ chế bảo vệ và khuyến khích cho những người phản ánh, báo cáo, tố giác về hành vi tham nhũng. Tóm lại, công tác phòng chống tham nhũng đòi hỏi sự nghiêm minh và không khoan nhượng đối với những hành vi phạm. Chúng ta cần thực hiện nghiêm các quy định về hành vi bị nghiêm cấm công tác phòng chống tham nhũng, đồng thời xây dựng hệ thống kiểm soát, giám sát và truy cứu trách nhiệm về hình sự đấy, đúng không? Một cách hiệu quả nhất. Thì khi đạt được sự tham gia chặt chẽ của toàn xã hội và nâng cao nhận thức của mọi người, chúng ta mới có thể xây dựng một xã hội công bằng, minh bạch và không tham nhũng. Thì chúng ta thấy rất là rõ những cái phần trong nội dung quy định về công tác phòng chống tham nhũng, đúng không? Cụ thể đấy hành vi nghiêm cấm tham nhũng, đúng không ạ? Tiếp theo liên quan về công tác về công khai minh bạch và những hình thức nội dung công khai minh bạch và trách nhiệm công khai minh bạch được cho quy định trong điều 11, 10, 11, 12, 13 thì chúng ta thấy rất rõ với câu hỏi theo quy định của phòng chống tham nhũng hiện nay, anh chị hãy cho biết về các nội dung công khai minh bạch, hình thức công khai và trách nhiệm thực hiện công khai minh bạch như thế nào và chúng ta đánh giá về công tác này trong thực tiễn. Thì chúng ta thấy theo quy định của luật phòng chống tham nhũng quy định rất là chi tiết về các hành vi tham nhũng, các nguyên tắc và xử lý hành vi tham nhũng, trong đó quy định các nội dung phòng chống tham nhũng cần được công khai minh bạch thông qua nhiều hình thức khác nhau và gắn với trách nhiệm của từng cơ quan tổ chức trong việc thực hiện công khai minh bạch cụ thể như sau. Thứ nhất thì chúng ta thấy về về phần nội dung công khai minh bạch quy định tại điều 10 trong luật phòng chống tham nhũng 18 thì các cơ quan tổ chức đơn vị công khai minh bạch theo quy định của pháp luật rồi xong có cụ thể bao quát bốn nội dung, một là về việc thực hiện chính sách pháp luật, có nội dung liên quan đến quyền lợi ích của cán bộ công chức viên chức, người lao động, cán bộ chiến sĩ trong vũ trang và công dân. Thứ hai là việc bố trí quản lý sử dụng tài chính công, tài sản công hoặc kinh phí huy động từ các nguồn hợp pháp khác. Thứ ba là về công tác cán bộ của cơ quan tổ chức đơn vị, quy tắc ứng xử của người có chức vụ quyền hạn.
Thứ tư đó là những việc về thực hiện chính sách pháp luật có nội dung không thuộc các cái trường hợp mà quy định tại các điểm A, B, C mà chúng ta vừa đề cập ở trên đấy, đúng không? Theo quy định pháp luật phải công khai minh bạch. Thứ hai là với các cơ quan tổ chức tiếp ở đơn vị mà trực tiếp giải công việc cơ quan tổ chức đơn vị cá nhân khác ngoài nội dung công khai minh bạch theo quy định tại khoản 1 mà chúng ta vừa đề cập tới thì vẫn công khai minh bạch về thủ tục hành chính, là những nội dung về công khai minh bạch. Ý thứ hai về hình thức công khai minh bạch thì chúng ta cần nắm bắt được ở đây các 8 hình thức về công khai minh bạch. Thứ nhất là công bố tại các cuộc họp của cơ quan tổ chức đơn vị. Thứ hai là niêm yết tại trụ sở của cơ quan tổ chức đơn vị. Thứ ba là thông báo bằng văn bản đến cơ quan tổ chức đơn vị cá nhân có liên quan. Bốn là phát hành ấn phẩm. Năm là thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng. Thứ sáu là đăng tải trên cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử. Thứ bảy là tổ chức họp báo. Thứ tám là cung cấp các thông tin theo yêu cầu của cơ quan tổ chức đơn vị. Thì chúng ta thấy rất là rõ có 8 hình thức công khai về công tác phòng chống tham nhũng. Ý thứ ba cho câu hỏi này là gắn với trách nhiệm trong việc thực hiện công khai minh bạch. Thì chúng ta thấy ở đây là gắn với trách nhiệm của những người đứng đầu cơ quan tổ chức đơn vị về thực hiện công khai minh bạch. Thì phải có trách nhiệm về tổ chức thực hiện công khai minh bạch về tổ chức hoạt động của các cơ quan đơn vị mình theo quy định luật này xin được phòng chống tham nhũng 18 và quy định khác của pháp luật liên quan. Và trách nhiệm của những người đứng đầu cơ quan đơn vị thì có trách nhiệm và việc chỉ đạo kiểm tra đôn đốc hướng dẫn cơ quan tổ chức cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý thực hiện công khai minh bạch. Trường hợp mà phát hiện vi phạm pháp luật về công khai minh bạch thì phải xử lý nghiêm theo thẩm quyền hoặc kiến nghị của người thẩm quyền xử lý theo luật. Thì chúng ta thấy đây là cái phần về lý thuyết yêu cầu và thấy ý thứ hai anh chị đánh giá về công tác về các nội dung về công khai minh bạch tại địa phương anh chị. Thì chúng ta thấy ở trên thành phố Hà Nội trong thời gian vừa qua thì chúng ta thấy là thực hiện nghiêm các quy định trong luật phòng chống tham nhũng đúng không? Năm 2018 đúng không? Và các văn bản hướng dẫn ở đây là cụ thể là về trong nghị định số 59 liên quan về công tác về phòng chống tham nhũng Hà Nội là một trong địa phương rất tích cực trong công tác công khai minh bạch trong phòng chống tham nhũng, với phương châm xác định phòng chống tham nhũng là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, là nhiệm vụ quan trọng cấp bách xuyên suốt trong quá trình phát triển kinh tế xã hội thủ đô, và nó quyết liệt trong công tác lãnh đạo chỉ đạo công tác phòng chống tham nhũng. Chúng ta thấy trong đánh giá năm qua, đặc biệt trong cái giai đoạn mà dù chúng ta thấy là ra Covid rồi đấy, ta thấy xảy ra các cái sai phạm trong tác phòng chống dịch, tôi thấy là thành phố Hà Nội rất là kiên quyết ngăn chặn từng bước đẩy lùi tham nhũng, đồng thời tôi thấy là họ cũng thành trong trong vừa nhiệm vụ về phát triển kinh tế xã hội vừa phải chống dịch Covid đã rất là phức tạp, nhưng mà trong thời gian vừa qua Hà Nội rất là chủ trương trong cái việc mà tích cực trong chống tham nhũng và tệ qua quan liêu lãng phí, tình trạng tham nhũng rất nhiều cấp, có thấy là cấp phường, cấp xã, cấp huyện, quận là rất là phức tạp trong thời gian vừa qua, nó đã làm giảm sút lòng tin của cán bộ đảng viên, nhân dân và cấp ủy chính quyền cấp. Thì nó thấy ngay sau khi mà đại hội biểu thành phố lần thứ 17 vừa qua, thì Hà Nội đã chỉ đạo quyết liệt nỗ lực đưa vào nghị quyết của đảng vào cuộc sống và lại nghị quyết đại hội đảng lần thứ 13 của đảng trung ương đảng 3 đấy, đúng không? Trên cơ sở đó thì chúng ta thấy đã xây dựng 10 chương trình công tác lớn cho toàn khóa, trong đó thì có chương trình số 10 về nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, hành tiết kiệm chống lãng phí trong giai đoạn 2021-2025, và thành lập ban chỉ đạo chương trình do trưởng ban nội chính thành phố làm trưởng ban, và đã thấy là quán triệt thực hiện chương trình số 10 này rất là cụ thể từ các cấp ủy, các ban, sở, ban ngành của thành phố, huy động sức mạnh tổng hợp hệ thống chính trị của toàn dân trong phòng chống tham nhũng. Các quận huyện, thị, sở, ban ngành đã xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình. Nhiều cấp ủy đã có cách làm sáng tạo yêu cầu và thành ủy, ban chỉ đạo chương trình số 10 đã chỉ đạo xây dựng 15 chuyên đề phòng chống tham nhũng, thể hiện quyết tâm chính trị cao, cách làm bài bản, khoa học, chặt chẽ của thành ủy Hà Nội trong phòng chống tham nhũng, hành tiết kiệm chống lãng phí và kết hợp chặt chẽ tích cực phòng ngừa, chủ động phát hiện xử lý nghiêm minh kịp thời các hành vi tham nhũng, quán triệt triển khai kịp thời đồng bộ các chỉ đạo của trung ương trong phòng chống tham nhũng lãng phí, tăng cường công khai minh bạch trách nhiệm giải trình trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, các cán bộ công chức viên chức trong thực thi công vụ. Công tác cải cách hành chính được xác định là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm nhằm thực hiện chủ động công tác trong năm 2023 vừa qua và đầu năm 2024 với
khẩu hiệu kỷ cương, trách nhiệm, hành động sáng tạo, phát triển, tăng cường thực hiện kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng và hiệu quả phục vụ cho doanh nghiệp, nhân dân của đội ngũ cán bộ công chức viên chức, quan tâm chỉ đạo việc bảo vệ người phát hiện, tố giác, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, xử lý các hành vi trả thù, trù dập người tố cáo, thành lập đoàn khảo sát để thực hiện đề án số 56, đẩy mạnh công tác phát hiện, xử lý tình trạng tiêu cực gây phiền hà nhũng nhiễu người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc trên địa bàn thành phố, nhằm nâng cao trách nhiệm, phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng tiêu cực gây phiền hà nhũng nhiễu cho người dân và doanh nghiệp. Thì chúng ta thấy là thành phố Hà Nội rất là tích cực trong công tác phòng chống tham nhũng vừa qua, và tình trạng tham nhũng ta thấy là trong thời gian qua vẫn được đánh giá là ở thành phố Hà Nội vẫn có diễn biến rất là phức tạp và tiềm ẩn rất nhiều trong lĩnh vực nhạy cảm. Ta thấy như về tín dụng, về ngân hàng, quản lý về đất đai, giải phóng mặt bằng, rồi đầu tư xây dựng, tài chính, thuế, với tính chất rất phức tạp, thủ đoạn tinh vi và phạm vi lĩnh vực ngày càng rộng. Đặc biệt vẫn còn tình trạng thấy nhũng nhiễu của một bộ phận cán bộ công chức trong thực thi công vụ, xuất hiện tình trạng tham nhũng có tính lợi ích nhóm trong một số lĩnh vực với quy mô lớn, thủ đoạn rất là tinh vi, mức độ sai phạm lớn, làm thất thoát thiệt hại nặng nề đối với tài sản của nhà nước và nhân dân, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Thì chúng ta thấy là thành phố Hà Nội đã có rất trên cơ sở đánh giá những cái thật đấy còn diễn biến rất phức tạp tham nhũng như vậy, đã có nhiều chỉ đạo quyết liệt, thể hiện quyết tâm cao trong chống tham nhũng, kiên quyết xử lý các vụ việc tham nhũng tiêu cực với phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Thì chúng ta thấy đánh giá vừa qua trong năm 2023 và đầu năm 2024 vừa rồi, mà ta thấy là bước sang tháng thứ hai, công tác phòng chống tham nhũng của thủ đô đã thu được rất nhiều kết quả tích cực. Ta thấy là Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã thành lập 5 đoàn kiểm tra công tác, triển khai nghị quyết đại hội Đảng lần thứ 13 và 15 đoàn công tác liên quan đến các vấn đề mà tôi thấy liên quan các phòng chống dịch COVID ấy, công tác tuyển sinh vào 10 của trung học phổ thông, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia năm 2022-2023. Ủy ban kiểm tra các cấp của Đảng bộ thành phố Hà Nội đã kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 59 tổ chức đảng và 76 đảng viên. Qua kiểm tra thì kết luận có 40 tổ chức đảng và 57 đảng viên vi phạm và phải thi hành kỷ luật hai tổ chức đảng, 23 đảng viên. Tổ chức giám sát theo chuyên đề đối với 339 tổ chức đảng và 273 đảng viên. Về thi hành kỷ luật đảng viên và tổ chức đảng thì thấy có hai tổ chức đảng bị thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách. Cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 724 đảng viên, trong đó có 100 cấp ủy viên các cấp, với hình thức kỷ luật khiển trách là có 625 trường hợp, cảnh cáo là 5 trường hợp, cách chức 6 trường hợp, khai trừ 38 trường hợp. Và trong đó thì Ban Thường vụ Thành ủy đã thi hành kỷ luật một đảng viên, Ủy ban kiểm tra Thành ủy thi hành kỷ luật 5 đảng viên, Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy và tương đương thi hành kỷ luật 10 đảng viên. Ủy ban kiểm tra Huyện ủy và tương đương thi hành kỷ luật 66 đảng viên, còn lại thì 635 đảng viên là do Đảng ủy cơ sở và cấp chi bộ thi hành kỷ luật. Ủy ban kiểm tra cấp trong Đảng bộ thành phố Hà Nội đã đình chỉ sinh hoạt đảng đối với 24 trường hợp. Thanh tra thành phố và sở ban ngành, quận huyện thị xã đã triển khai 262 cuộc thanh tra, qua thanh tra đã phát hiện vi phạm, kiến nghị thu hồi 3,92 tỷ đồng, kiến nghị xử lý 1.080 mét vuông đất, kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm đối với 24 tập thể và 51 cá nhân. Công tác thanh tra kiểm tra kiểm chuyên ngành các sở ban ngành phát hiện xử lý xử phạt đạt 12 tỷ 309 nghìn đồng đối với trường hợp hành vi vi phạm. Chúng ta thấy rất là rõ trong thời gian vừa qua, công tác chỉ đạo và công tác phòng chống nhũng tại thành phố làm rất là quyết liệt và đạt được những cái kết quả cụ thể. Và Thường trực Thành ủy đã chỉ đạo thực hiện tăng cường chỉ thị số 15 của Thành ủy nhằm thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo, phục vụ cho vừa qua nó thấy là liên quan đại hội đảng lần thứ 13 và bầu cử quốc hội khóa 15 ở hội đồng dân các cấp trong nhiệm kỳ 2021-2026. Thì ban chỉ đạo thực hiện nghị quyết số 15, chỉ thị số 15 của thành ủy đã chỉ theo dõi chỉ đạo giải quyết dứt điểm 53 vụ việc, trong đó 10 vụ việc khiếu kiện đông người, 43 vụ việc khiếu kiện còn tồn đọng kéo dài. Các cơ quan hành chính ở thành phố đã tiếp 13.231 lượt công dân khiếu nại tố cáo, kiến nghị phản ánh. Qua khiếu nại tố cáo đã kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm tập thể 9 tập thể, 51 cá nhân để xảy ra sai phạm và chuyển cơ quan điều tra 2 vụ việc. Và tổng thụ lý điều tra là 22 vụ và 23 bị can. Và tòa án nhân dân 2 cấp thành phố Hà Nội đã thụ lý 38 vụ, trong đó có 115 bị cáo bị truy tố về tội tham nhũng. Đấy, tôi thấy rất là rõ.
ở Hà Nội rất là quyết liệt, và trong thời gian vừa qua thì chúng ta thấy đánh giá rất cao về công tác phòng chống tham nhũng tại thành phố Hà Nội, đúng không ạ? Thể hiện vai trò trách nhiệm rất rõ của các cấp các ngành, rồi sự chỉ đạo quyết liệt của Thành ủy cũng như sự giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội và các tổ chức chính trị xã hội đã thành lập và tham gia 243 buổi giám sát khảo sát, phối hợp với 9 sở ngành, các tổ chức thành viên, tổ chức 32 đoàn giám sát tập trung vào các lĩnh vực về y tế, quản lý sản xuất, kinh doanh, tiếp công dân, giải quyết tố cáo. Thì chúng ta thấy những kết quả đạt được như vậy, chúng ta thấy trong thời gian vừa qua tuy đạt những kết quả rất quan trọng, nhưng tham nhũng trên một số lĩnh vực trên địa bàn của thủ đô vẫn còn rất nghiêm trọng. Vì vậy, trong thời gian tới, trên cơ sở thực hiện nghiêm nghị quyết ở Đảng 13, và thấy là cùng với hệ thống chính trị cả nước đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, và thấy xác định không có vùng cấm, đúng không ạ? Hà Nội tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ các phòng chống tham nhũng sau đây. Thứ nhất, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục phổ biến, quán triệt các cái chủ trương, chính sách pháp luật về công tác phòng chống tham nhũng thường xuyên, hiệu quả, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực, thống nhất từ nhận thức đến hành động của cả hệ thống chính trị và của nhân dân trong công tác phòng chống tham nhũng trên địa bàn thủ đô. Tập trung tuyên truyền phổ biến quán triệt chiến lược quốc gia về phòng chống tham nhũng, luật phòng chống tham nhũng và văn bản hướng dẫn thi hành luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí đến toàn thể đội ngũ cán bộ công chức viên chức. Thứ hai, triển khai thực hiện có hiệu quả luật phòng chống tham nhũng 18, tăng cường quán triệt triển khai thực hiện kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trưởng ban chỉ đạo về công tác phòng chống tham nhũng, chỉ đạo số chỉ thị số 04 năm 21 của Ban chấp hành Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng kinh tế. Kết luận số 05 của Ban chấp hành Trung ương về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 50 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng. Và thứ ba là các cấp ủy tổ chức Đảng, chính quyền từ thành phố đến cơ sở tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo toàn diện, thống nhất, đồng bộ, có hiệu quả trong các cải cách hành chính gắn với thực hiện chủ đề công tác 523 và 524 kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển, thực hiện đồng bộ các giải pháp hoàn thiện, nâng cao chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh PCI, các chỉ số quản trị hành chính công PAPI và chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính, các sự vụ hành chính CPAP, tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách bảo đảm công khai minh bạch trên mọi lĩnh vực, nhất là các lĩnh vực mà dễ phát sinh tham nhũng, lãng phí tiêu cực như tài chính, ngân sách, đầu tư, quản lý công, xây dựng, tài nguyên môi trường, y tế. Thứ tư là tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về công tác tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức viên chức, triển khai thực hiện đồng bộ kế hoạch số 232 của Ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc rà soát, sắp xếp kiện toàn cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố, hoàn thiện việc xây dựng kế hoạch chuyển đơn vị sự nghiệp sang giai đoạn tự chủ trong giai đoạn 2021-2025, và tổ chức thí điểm triển khai thi tuyển một số chức danh lãnh đạo cấp phòng và tương đương, thi tuyển chức danh lãnh đạo tại một số đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ, kiểm tra việc triển khai tổ chức thực hiện chương trình số 10 của Thành ủy đối với cấp ủy trực thuộc thành phố ở các ban ngành địa phương đơn vị, kiểm tra trên nhiều lĩnh vực tùy thuộc vào tính chất đặc điểm của từng địa phương cơ quan đơn vị, kiểm tra giám sát việc khởi tố điều tra truy tố xét xử thanh tra các vụ việc tham nhũng vụ án kinh tế vi phạm về chức vụ nghiêm trọng trên địa bàn. Tiếp tục thực hiện hiệu quả quy chế phối hợp giữa các cơ quan trong công tác phát hiện xử lý vụ án tham nhũng, đẩy nhanh tiến độ xác minh điều tra xử lý các vụ án vụ việc tham nhũng về kinh tế, kiên quyết xử lý nghiêm minh kịp thời đúng quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước, không có vùng cấm, không có đặc quyền đặc lợi, không có ngoại lệ, thực hiện tốt công tác giám định và nâng cao hiệu quả thu hồi về tài sản tham nhũng lãng phí. Thứ năm là phát huy vai trò mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội thành phố Hà Nội trong tác tăng cường giám sát và phản biện xã hội, chủ động phát hiện và kiến nghị xử lý đối với các cái vụ việc có dấu hiệu tham nhũng tiêu cực, thực hiện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tố cáo theo quy định, tuyên truyền vận động cán bộ hội viên và tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức và thực hiện tốt các quy định của Đảng và nhà nước về công tác phòng chống tham nhũng. Đó, chúng ta thấy nội dung rất rõ trong phần liên hệ thực tế liên quan về công tác phòng chống tham nhũng tại thành phố Hà Nội trong thời gian vừa qua, thì chúng ta thấy được nhận định qua thế vai trò của thấy của Đảng ủy, của các sở ban ngành
các địa phương, quận huyện, 30 quận huyện, thành phố, trách nhiệm công khai minh bạch trong các phòng chống tham nhũng, thấy rất là rõ những nội dung mà bám sát trong cái phần quy định, phần trọng tâm chúng ta thấy tiếp theo đây, phần mà theo thầy đánh giá cái nội dung mà họ đưa ra cái phần về báo cáo xử lý tham nhũng điều 66, hoặc là về bảo vệ phản ánh tố cáo khen thưởng hay là trách nhiệm người phản ánh trong cái nội dung trong cái phần thời hạn, chúng ta thấy là cái phần quy định trong trong phòng chống luật phòng chống tham nhũng thầy đánh giá nó cũng nằm trong hỏi đã tập trung trong cái phần câu hỏi phần quy định điều 92 là phần xử lý người có hành vi tham nhũng và phần xử lý tài sản tham nhũng, cái vấn đề mà cũng rất là nóng sốt trong thời gian vừa qua mà chúng ta thấy là dư luận cũng rất là quan tâm liên quan công tác về công tác về xử lý các tài sản tham nhũng trong thực tế, và thấy thì thực tế Hà Nội đã xử lý các vấn đề này nào, ta thấy là gắn phần lý thuyết và phần thực tế chúng ta sẽ có được cái câu trả lời bao quát và nội dung về cái phần này. Chúng ta đi vào phần dạng thức trọng tâm như vậy thì câu hỏi đây gắn với phần thầy nhắc lại trong phần giới hạn, và chúng ta quy chụp lại phần trọng tâm và phần quy định về xử lý người có hành vi tham nhũng và phần về phần xử lý tài sản tham nhũng mà Hà Nội đã làm trong thời gian vừa qua, thì chúng ta cùng gắn thầy nhắc lại gắn cả phần lý thuyết và phần thực tế của Hà Nội. Thì chúng ta thấy rất rõ về phần lý thuyết nó thể hiện rất là rõ rồi, chúng ta phải đi từ khái niệm về cái tham nhũng trước, sau đấy thì chúng ta đi vào cái câu chuyện mà liên quan đến cái phần về nội dung cái phần lý thuyết trong khung, chúng ta đi từ khái niệm tham nhũng. Ở đây tham nhũng là hành vi và chúng ta thấy là những người mà có chức vụ quyền hạn mà chúng ta lợi dụng chức quyền hạn để hưởng lợi ích về vật chất trái pháp luật, gây thiệt hại cho tài sản của nhà nước, của tập thể cá nhân, đến hoạt động đúng đắn của các cơ quan tổ chức. Và trong pháp luật, luật phòng chống tham nhũng đã đưa ra các hành vi coi là hành vi tham nhũng và đưa ra các nguyên tắc cũng như các hình thức xử lý đối với cái cá nhân tổ chức mà lợi dụng chức vụ quyền hạn vi phạm và xử lý những người đứng đầu, những người có hành vi tham nhũng và xử lý các tài sản tham nhũng được quy định chi tiết trong luật phòng chống tham nhũng 18 cụ thể như sau. Thì chúng ta thấy một là phần xử lý người hành vi tham nhũng tại điều 92. Với những người có hành vi tham nhũng thì giữ bất kỳ chức vụ nào, chúng ta thấy đây không có vùng cấm đấy, họ đều bị xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật, kể cả những người đã nghỉ hưu thôi việc chuyển công tác. Đây là một điểm rất mới so với luật phòng chống tham nhũng 2005 trước đây. Phần 2005 thì không có phần quy định xử lý người nghỉ hưu thôi việc chuyển tác đâu. Đấy, bây giờ gọi như khái niệm ở đây gọi là hạ cái an toàn thì đã không còn nữa. Thế rất là rõ. Thứ hai là những người hành vi tham nhũng quy định tại điều 2 mà ta thấy 13, 12 hành vi đấy trong khu vực nhà nước và 3 hành vi ngoài nhà nước đấy, thì tùy theo tính chất mức độ vi phạm và xử lý kỷ luật hay là xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu hình sự theo định pháp luật. Thứ ba là người có hành vi vi phạm bị xử lý kỷ luật là người đứng đầu hoặc cấp phó người đứng đầu cơ quan tổ chức đơn vị thì sẽ bị xem xét tăng hình thức kỷ luật. Thứ tư là người có hành vi tham nhũng đã chủ động khai báo trước khi bị phát hiện giác, tích cực hợp tác với cơ quan có thẩm quyền góp phần hạn chế thiệt hại, tự giác nộp lại tài sản tham nhũng, khắc phục hậu quả của hành vi tham nhũng thì được xem xét giảm hình thức kỷ luật, giảm trách nhẹ trách nhiệm. Thì chúng ta thấy cái điều này đã thực hiện trong thời gian vừa qua khi vụ đại án xảy ra ở Việt Á hoặc là liên quan vụ giải cứu chuyến bay, thì chúng ta cũng đã áp dụng cái tình tiết này trong cái việc mà giảm nhẹ cho những người mà ta thấy là có ý thức nộp lại tài sản, đúng không ạ? Thì với Hà Nội chúng ta trong thời gian vừa qua trong công tác xử lý những người tham nhũng thế nào, đúng không, và những thu đặc biệt là vấn đề thu lại tài sản của những người tham ô tham nhũng ấy, thì chúng ta thấy Hà Nội trong thời gian vừa qua, đặc biệt ngay trong yêu cầu chỉ đạo đầu năm vừa qua, thì chúng ta thấy Thành ủy Hà Nội đã yêu cầu rất là rõ trong việc giải quyết dứt điểm 40 vụ án vụ việc đang xảy ra và xét xử sơ thẩm 35 vụ án tham nhũng đang được tiến hành. Thì chúng ta thấy Thành ủy Hà Nội đã chỉ đạo rất là quyết liệt trong các cái văn bản cụ thể, các văn bản báo cáo chương trình tác trọng tâm của thường trực ban chỉ đạo về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực năm 2024. Thì chúng ta thấy rất là rõ đánh giá đầu tiên về cái sự quan tâm của lãnh đạo, đúng không ạ? Và ta thấy chỉ đạo rất là quyết liệt trong công tác về triển khai đồng bộ gắn với đẩy mạnh toàn diện công tác xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, quyết liệt đồng bộ từ thành phố đến địa phương để đạt những kết quả cụ thể.
Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chỉ đạo Thành ủy đã ban hành 28 văn bản lãnh đạo chỉ đạo và quyết liệt triển khai thực hiện nghiêm túc, khẩn trương các ý kiến chỉ đạo kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực tại các phiên họp 23-24, hiện nghiêm túc các kết luận, kiến nghị của các đoàn công tác, đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương. Các cấp ủy tổ chức đảng, cơ quan đơn vị thực hiện nghiêm cơ chế chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương trong các phối hợp phát hiện xử lý tham nhũng tiêu cực, công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, truy tố xét xử thi hành án. Thì trong tháng 1 và đầu tháng 2 vừa qua đã chuyển 124 vụ án có dấu hiệu tội phạm đến cơ quan điều tra xử lý theo định pháp luật. Phải nói là dồn rất là nhiều cho việc trong thời gian vừa qua. Thì ban chỉ đạo thành phố thành ủy đã đưa 36 vụ án vụ việc vào diện theo dõi, tập trung chỉ đạo 64 vụ việc vụ án, chỉ đạo đôn đốc các cơ quan tố tụng hai cấp thành phố giải quyết xong, đưa ra phản diện theo dõi 13 vụ án, và tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã đưa ra xét xử 9 vụ án xét xử sơ thẩm 9 vụ án do ban chỉ đạo trung ương phòng chống tham nhũng tiêu cực theo dõi. Đây cả các vụ án rất là phức tạp, kết quả xét xử vụ án theo đúng tinh thần ở đây là không có ngoại lệ, không có vùng cấm, mà dư luận nhân dân đã đồng tình ủng hộ. Thì chúng ta thấy là công tác về chỉ đạo về xử lý nghiêm với những người đứng đầu, những người có hành vi tham nhũng. Tuy nhiên thì chúng ta cũng phải đánh giá ở đây là công tác phòng chống tham nhũng trong thời gian vừa qua, trong năm 2023 và đầu năm 2024 vừa qua, thì chúng ta thấy là rất là quan tâm của Thành ủy Hà Nội, chỉ đạo rất là quyết liệt vào công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, đúng không ạ? Ta thấy là rất là rõ trong những vấn tồn tại, những cái hạn chế, là cái việc mà tình trạng trên nóng dưới lạnh, ta thấy là rất là sự đùn đẩy và tránh né trong cái việc mà phát hiện hoặc là xử lý nghiêm kịp thời ở các cấp địa phương. Thì chỉ đạo trong thời gian tới liên quan xử lý nghiêm những người có hành vi tham nhũng, chúng ta sẽ tiếp tục công tác chỉ đạo đây phòng tham nhũng tiêu cực theo chỉ đạo của ban chỉ đạo trung ương về công tác phòng chống tiêu cực, rồi tiếp tục tập trung lãnh đạo chỉ đạo cụ thể hóa, thể chế hóa đầy đủ kịp thời các chủ trương, biện pháp, giải pháp về chống phòng chống theo nghị quyết hội đảng lần thứ 13, rồi nghị quyết đại hội lần thứ 17 của Đảng bộ thành phố, và chỉ đạo tốt các chương trình số 10 thành ủy về nâng cao kiểm tra công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, rồi 10 năm chuyên đề trong đề án số 56 của thành ủy về đẩy mạnh phát hiện xử lý tình trạng tiêu cực, phiền hà, nhũng nhiễu người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc trên địa bàn thành phố. Và tôi thấy yêu cầu đặt ra ở đây trong phòng chống nhũng, xử lý nghiêm những người hành vi tham nhũng, thì chúng ta thấy yêu cầu đặt ra là phải yêu cầu sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân trong phòng chống tham nhũng tiêu cực, đặc biệt là phải phát huy hiệu quả của hội đồng nhân dân các cấp trong các xây dựng hoàn thiện thể chế chính sách để không tạo kẽ hở dễ lợi dụng, và giám sát việc thực thi pháp luật về phòng chống tham nhũng tiêu cực ở cấp chính quyền, để đề cao vai trò trách nhiệm của những người đứng đầu địa phương, rồi tăng cường và nâng cao hơn nữa hiệu lực hiệu quả các giám sát mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, các tầng lớp nhân dân trong các giám sát đại biểu dân cử, giám sát cán bộ công chức trong việc tuân thủ pháp luật về phòng chống tham nhũng tiêu cực, giám sát việc thực hiện pháp luật về công khai minh bạch trong hoạt động của các cơ quan tổ chức đơn vị, trong kê khai kiểm soát việc kê khai tài sản thu nhập. Chúng ta thấy liên quan đến phần kê khai thu nhập, chúng ta sẽ trao đổi ý tha để nó liên quan về xử lý liên quan những người mà về tham nhũng đấy, người bị vi phạm. Thì tiếp theo chúng ta thấy là nâng cao trách nhiệm hiệu quả theo liên quan ngăn chặn về xử lý nghiêm những người hành vi tham nhũng, là chúng ta cần nâng cao chất lượng hiệu quả công tác thanh tra kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật đảng, nhất là thanh tra công vụ, kiểm tra kiểm soát nội bộ để phát hiện giải quyết từ sớm từ xa, ngăn chặn từ đầu các sai phạm, không để các vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn. Công tác kiểm tra giám sát phòng chống tham nhũng và tiêu cực phải được đưa vào các chương trình công tác hàng năm của cấp ủy, ban kiểm tra các cấp. Rồi chúng ta thấy nữa, tập trung lãnh đạo chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ, tích cực tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh các tiến độ giải quyết các vụ việc điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng tiêu cực phức tạp được dư luận sự quan tâm xảy ra tại thủ đô, nhất là các vụ án tiêu cực mà thuộc diện ban chỉ đạo trung ương, ban thành ủy theo dõi chỉ đạo hoặc là được ủy quyền đảm bảo đúng tiến độ kế hoạch, đúng chủ trương của đảng và pháp luật nhà nước. Thì trong yêu cầu đặt ra trong các xử lý người tham nhũng hoặc các phòng chống tham nhũng ở thành phố Hà Nội trong quý 1 năm 2024 phải kết thúc điều tra giải quyết theo quy định pháp luật 40 vụ án vụ việc, đưa ra xét xử sơ thẩm 35 vụ án, gồm các vụ án là cố ý làm trái quy định pháp luật
của nhà và nhà nước về quản lý kinh tế nghiêm trọng xảy ra tại công ty cổ phần Puma trong quá trình thực hiện dự án P6 Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội. Rồi vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại thôn Cổ Dương, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh, Hà Nội. Ba vụ án liên quan đến công ty cổ phần Việt Á, 30 vụ án liên quan đến các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn thành phố Hà Nội. Thì chúng ta thấy rất là rõ trong việc xử lý nghiêm những người có hành vi vi phạm trong các phòng chống tham nhũng. Thấy là trong ngay trong quý 1 năm 2024, với tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác giải quyết thu hồi tài sản, thì chúng ta thấy phần thầy sẽ phân tích để chúng ta thấy liên quan với phần thực hiện ở Hà Nội làm quyết liệt trong công tác về thu hồi các cái tài sản, xử lý các cái tài sản tham nhũng đấy. Và ta thấy là thì theo tinh thần của luật phòng chống tham nhũng 18 thì chúng ta thấy trong thời gian vừa qua cấp ủy tổ chức đảng các cấp thành phố Hà Nội rất quan tâm chỉ đạo chuyển biến tích cực trong các thu hồi tài sản tham nhũng và tài sản bị thất thoát chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng kinh tế. Với kết quả thu hồi tài sản trong chống tham nhũng đã có xu hướng đã thấy tăng dần năm cao sau năm trước. Và thấy là tuy nhiên đây vẫn còn những hạn chế rất rõ mà chúng ta thấy công tác thu hồi tài sản còn thấp so với những tài sản bị chiếm đoạt. Thì trong những năm qua thì thấy thành phố Hà Nội rất là quan tâm công tác phòng chống tham nhũng, trong đó việc thu hồi tài sản và nó liên quan đến chú trọng trong cái chủ trương là chúng ta chú trọng thu hồi tài sản tham nhũng, áp dụng các chính sách khoan hồng đối với những người phạm tội có thái độ thành khẩn đã bồi thường thiệt hại hoặc khắc phục hậu quả kinh tế, hợp tác tốt với cơ quan chức năng nghiên cứu sửa đổi pháp luật hình sự theo hướng khoan hồng với những người đưa hoặc là nhận hối lộ đã tự giác khai báo nộp tài sản trước khi bị phát hiện, chú trọng với chế tài mà phạt tiền, tăng khả năng thu hồi tài sản. Thì chúng ta thấy là rất là rõ trong cái chủ trương của thành phố, đúng không? Trên cơ sở bám sát mà chúng ta thấy là của thành phố Hà Nội đấy, chúng ta thấy là đạt được trong cái thời gian vừa qua, thì ta thấy là rất là rõ trong các là nâng cao cái vai trò để thu hồi lại những cái tài sản của những cái đối tượng, những cá nhân mà có hành vi tham nhũng, chúng ta thấy rất là rõ, đúng không ạ? Thì trong thời gian vừa qua thấy là triển khai hàng loạt các cái giải pháp liên quan đến công tác và thu hồi tài sản áp dụng trên các quy định của pháp luật, chúng ta thấy đúng không ạ? Các vụ án xảy ra thì chúng ta thấy là công tác thu hồi đã được quan tâm. Đấy, nó thấy là dù tuy nhiên nó thấy nó còn những hạn chế vướng mắc rất là rõ. Các cái vụ tỷ lệ thu hồi tài sản trong các vụ án ta thấy là vẫn còn thấp so với số lượng yêu cầu phải thu hồi, số tiền tài sản bị thất thoát do tham nhũng là rất lớn, đúng không ạ? Nhưng mà ta thấy là cái việc mà các tài sản này đã bị chia nhỏ, đúng không ạ? Rồi tìm những người đứng tên các tài sản, nguồn gốc các tài sản là gặp rất là khó khăn. Thì nguyên nhân nó có những nguyên nhân tôi thấy trong cái việc này nó là nhận thức về việc thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án tham nhũng kinh tế của một số cơ quan chức năng còn hạn chế, đúng không ạ? Rồi tôi thấy thành ủy Hà Nội chưa ban hành được chỉ đạo sâu sát trong tác phù hợp phòng chống tham nhũng qua một thời điểm chúng ta thấy là chưa làm quyết liệt. Rồi các cái quy định về thu hồi tham nhũng trong mang nó còn mang tính ước lệ, nó chưa cụ thể, chưa quy định rõ trách nhiệm và trình tự thủ tục về thu hồi tài sản thuộc tham nhũng. Vì vậy thì chúng ta thấy là trong thời gian tới Hà Nội đưa ra các giải pháp đồng bộ mạnh mẽ để thu hồi các tài sản tham nhũng. Thứ nhất là chúng ta thấy phải tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với thu hồi các tài sản tham nhũng, đồng thời phải đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức trách nhiệm của cán bộ đảng viên, nhất là những người đứng đầu và nhân dân đối với công tác thu hồi tài sản tham nhũng, tăng cường kiểm tra và tự kiểm tra về nghiệp vụ, xử lý nghiêm khắc đối với các trường hợp không tích cực thu hồi tài sản bị chiếm đoạt thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng kinh tế. Thứ hai là thành phố phải có quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt, giải pháp cụ thể. Thành ủy ta thấy cần tập trung chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, đặc biệt lãnh đạo chỉ đạo tự kiểm tra thanh tra nội bộ kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các sai phạm tiêu cực trong quá trình thu hồi tài sản tham nhũng, đưa nội dung thu hồi tài sản tham nhũng vào chương trình kiểm tra giám sát hàng năm của các cấp ủy tổ chức đảng cơ quan đơn vị mình, các cơ quan thi hành tố tụng áp dụng đầy đủ kịp thời các biện pháp kê biên giải tỏa phong tỏa các ngăn chặn được tẩu tán thất thoát tài sản, nhất là những người đứng đầu phải nêu cao trách nhiệm gương mẫu đi đầu quyết tâm thực hiện trực tiếp lãnh đạo chỉ đạo thu hồi công tác và công tác thu hồi tài sản tham nhũng tại cơ quan đơn vị của mình đó. Thì chúng ta thấy rất rõ. Đồng thời thì thứ ba
đó là thành phố Hà Nội đề xuất liên quan đến trung ương đã thấy rồi, liên quan đến hoàn thiện các quy định về thu hồi và tài sản bị chiếm đoạt, đúng không ạ? Đặc biệt trong các quy định về pháp luật hình sự, tố tụng hình sự dân sự, thi hành án dân sự, tố tụng dân sự phá sản. Đấy, đảm bảo đây các nội dung quy định này nó phải đảm bảo thống nhất, đồng bộ, tránh chồng chéo để nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng kinh tế. Đấy, và chúng ta hoàn thiện thể chế về đăng ký công khai tài sản theo hướng minh bạch, hạn chế tối đa rủi ro pháp lý cho nhà nước, cho người dân, hạn chế việc lợi dụng khoảng trống pháp lý và thiếu đồng bộ thống nhất trong quy định pháp luật về tẩu tán che giấu tài sản. Đã sớm xây dựng luật đăng ký tài sản đảm bảo công khai minh bạch tài sản thu nhập, xây dựng hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về thông tin tài sản đăng ký nói chung, nhất là thông tin về đất đai, tài sản gắn liền với đất, kết nối thông tin cho cơ quan quản lý tài sản và các cơ quan liên quan như công an, công chứng, ngân hàng, thuế, thi hành án. Rồi chúng ta cũng đề xuất lên trung ương để quốc hội đấy, nghiên cứu sửa đổi các nội dung trong bộ luật hình sự, bộ tụng dân sự, bộ tố tụng hình sự theo hướng xử lý thu hồi tài sản tăng thêm không giải trình được nguồn gốc và hình sự hóa hành vi làm giàu bất hợp pháp, tăng cường trách nhiệm quyền hạn của cơ quan giám sát, thanh tra, kiểm toán trong việc áp dụng các biện pháp về thu giữ, kê biên, phong tỏa tài sản của cá nhân liên quan đến sai phạm về kinh tế có dấu hiệu tham nhũng tiêu cực, quy định linh hoạt để thời điểm áp dụng các biện pháp phong tỏa tài sản, kê biên tài sản, số lượng giá trị tài sản bị kê biên. Thứ tư đó là Thành ủy cần tập trung vào các giải pháp phòng ngừa tham nhũng để giảm bớt các thiệt hại thất thoát về tài sản tham nhũng. Theo đó cần kiểm soát chặt chẽ tài sản thu nhập của những người có chức vụ quyền hạn, quy định các giao dịch có giá trị lớn của cán bộ công chức, người có chức vụ quyền hạn phải được thực hiện thông qua ngân hàng để kiểm soát và ngăn ngừa vào các giao dịch bất hợp pháp, rửa tiền, tham nhũng, đồng thời tạo dấu vết đồng tiền phục vụ cho việc truy nguyên, truy tìm, phong tỏa tài sản khi xác định đó là tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án kinh tế tham nhũng. Thứ năm là tiếp tục công tác phát hiện, điều tra, tập trung xác minh, truy tìm những tài sản do phạm tội mà thuộc sở hữu của đối tượng, người nhà đối tượng hoặc tài sản của đối tượng nhưng nhờ người khác đứng tên, khẩn trương kê biên phong tỏa theo quy định những tài sản theo những tài sản này nhằm tránh những đối tượng tẩu tán tiêu sản, tiêu hủy tài sản tham nhũng và thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật và quy trình liên quan đến công tác kê biên thu hồi tài sản. Các cơ quan điều tra, truy tố xét xử thực hiện nghiêm các biện pháp kê biên cần chú ý xác định hiện trạng, tình trạng pháp lý của tài sản, lập biên bản rõ ràng, chi tiết đúng hiện trạng để có cơ sở xử lý tài sản trong giai đoạn thi hành án. Thứ sáu là chúng ta phải kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực hiệu quả hoạt động của các cơ quan tổ chức có chức năng thu hồi tài sản bị chiếm đoạt thất thoát trong các cái vụ án hình sự diễn ra trên địa bàn thủ đô, xây dựng đội các bộ chức làm công tác phòng chống tham nhũng nói chung và thu hồi tài sản tham nhũng nói riêng thật sự có bản lĩnh, thật sự liêm chính, trong sạch, bảo đảm về số lượng, vững vàng về chuyên môn nghiệp vụ, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Thứ bảy là tích cực triển khai các cái biện pháp thực hiện các giải pháp mà chúng ta thấy ở đây về liên quan đến thu hồi tham nhũng trong cái việc mà Hà Nội đề xuất với Trung ương trong cái việc mà thực hiện các hiệp định thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam đã ký kết về nội dung về thu hồi tài sản tham nhũng thì rất là nhiều đối tượng họ tẩu tán ra nước ngoài đúng không ạ? Thì đẩy mạnh tham gia ký kết các hiệp định tương trợ tư pháp hình sự giữa Việt Nam và các nước, tạo cơ sở pháp lý cơ chế phù hợp trong phòng chống tham nhũng yếu tố nước ngoài, chủ động phù hợp với các tổ tổ chức quốc tế và cơ quan thẩm quyền ở nước ngoài để xác minh, truy tìm, xử lý tài sản do phạm tội mà có đang ở nước ngoài. Thì chúng ta thấy rất là rõ những nội dung về phần thực trạng và công tác phòng chống xử tham nhũng, sau đó về xử lý người vi phạm hành vi tham nhũng và xử lý vấn đề tài sản tham nhũng được quy định trong luật phòng chống tham nhũng và thực tế thành phố Hà Nội triển khai trong thời gian vừa qua. Thì chúng ta thấy nhìn rất là rõ các cái phần trong nội dung giới hạn ôn tập của luật phòng chống tham nhũng 18 thầy đã bao quát những nội dung trọng tâm về lý thuyết cũng như phần thực tế về công tác phòng chống tham nhũng, công tác về xử lý người tham nhũng và thu hồi tài sản người tham nhũng theo quy định của luật phòng chống tham nhũng 2018. Thì các em bám sát học bám sát với nội dung ôn tập mà thầy đã hướng dẫn trong các văn bản trước đây trong nghị quyết số 39, nghị quyết số 18 luật phòng chống tham nhũng hôm nay mà thầy chia sẻ với em, luật các mẫu chức 2018 sửa đổi 2019, nghị định 102 năm 2019 phủ về xử lý kỷ luật của các ông chức, nghị định 138 20 phủ về tuyển dụng sử dụng quần ông chức, nghị định số 90 trong phủ về đánh giá xếp loại chức năng ông chức, nghị quyết số 76 về ban hành chương trình hành chính. Chương trình tiếp theo trong buổi ngày mai ngày kia thì đây sẽ
hoàn thành cho các em liên quan những cái phần nội dung còn lại gắn chương trình số 01 của Thành ủy Hà Nội về tăng cường công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, xây dựng đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch vững mạnh, đẩy mạnh cái hành chính giai đoạn 21-29, rồi chỉ thị số 24 của Ban thường vụ Thành ủy và Hà Nội đấy về tăng cường kỷ luật kỷ cương và trách nhiệm công việc trong hệ thống chính trị của thành phố Hà Nội và văn bản nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô đến giai đoạn 130 tầm nhìn trong 4 năm, cũng như cái phần nội dung liên hệ thực tiễn bám sát với các văn bản này. Thì em học bám sát nội dung ôn tập và thầy hướng dẫn cho em và nội dung phần trọng tâm ôn tập của các văn bản. Cảm ơn em đã tham dự học tối nay. Hẹn gặp lại em vào tối mai là tối kia tất cả những nội dung ôn tập thầy tạo thành video và gửi lên lớp em học lại nghe lại những nội dung của văn bản này. Cảm ơn em rất nhiều. Xin phép được tắt máy.